Đồ gỗ Trung Kiên xin chào tất cả anh chị ạ. Và hôm nay bên em sẽ làm một video giới thiệu cho anh chị là những chiếc thố nhá. Những chiếc thố đấy ạ, đựng bánh kẹo đấy ạ, rất là tuyệt vời ạ. Và không để anh chị đợi lâu nữa, để em sẽ để MC Lữ ạ giới thiệu chi tiết hơn anh chị ơi. Dạ vâng ạ, Đồ gỗ Trung Kiên chúng em xin kính chào anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã tới buổi quay video tiếp theo của ngày hôm nay của bên em ạ. Dạ vâng, hôm nay bên em về rất nhiều những bình thố để đựng bánh kẹo cho ngày Tết anh chị nhá. Và trước khi em xin giới thiệu những bình thố này, em xin tự giới thiệu cơ sở sản xuất bên em sản xuất ra những tác phẩm đẹp như thế này nha chị nhá. Và cơ sở sản xuất bên em là số 38 làng nghề Đông Giang, Nương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Số điện thoại của bên em là 0822338345. Và em sẽ bắt đầu giới thiệu cho anh chị từng những mã bên em đang đánh từ mã A1 đến A8 nha chị nhá. Vâng, đây là mã A1 nha chị nhá. Một tác phẩm bình thố rất là đẹp này. Anh chị có thể ngắm nhìn này, chất liệu gỗ hương nhá, rất là đẹp luôn này. Hương vân đây chị ơi, rất đẹp luôn nha chị nhá. Và bên em được kèm theo chiếc lá này. Những chiếc lá này bên em tháo rời ra được nha chị nhá. Rất là gọn gàng luôn này chị ơi. Anh chị lắp vào, anh chị tháo ra cất đi được nha chị nhá. Và ở trong này đây, anh chị có thể ngắm nhìn này. Bên em đã đục thêm 4-3 ngăn đây, để anh chị có thể đựng kẹo này, dưa này, bánh này. Rất là gọn gàng nha chị nhá, rất đẹp này. Và giá giao lưu tác phẩm bên A1 bên em giới thiệu là giá chỉ có 1.500.000 đồng thôi. Rất là đẹp nha chị nhá, một tác phẩm không thể nào chê vào đâu được. Và em sẽ qua mã A2, một tác phẩm rất là đẹp nha chị nhá. Kích cỡ thì cũng như nhau thôi anh chị ơi, nhưng mà tùy từng chất loại gỗ nhá chị nhá. Bình thì có vân, bình thì ít vân nha chị nhá. Rất là đẹp luôn này, đẹp chưa ạ? Và những chiếc lá đây bên em đã đục rời đây chị ơi, anh chị nắp gọn rất là gọn gàng nhá, rất là đẹp luôn này. Một tác phẩm rất là đẹp luôn. Anh chị những ngày Tết thì chị hay dinh tác phẩm này về để trên mặt bàn rất là sang trọng và đẹp nhá. Và rất là gọn gàng sạch sẽ nha chị nhá. Và em sẽ qua mã A3. Đây ạ, mã A3 đây chị có thể thấy vân đây. Vân rất là dày di dít luôn này. Rất là đẹp luôn này chị ơi. Một tác phẩm rất là đẹp. Trong ngoài cũng như nhau anh chị nhá. Bên em đục rất là mềm mại nét sắc này chị ơi. Ở trong rất là đẹp rồi. Và tác phẩm này bên em giao ly cũng chỉ có là 1.500.000 đồng thôi. Rất là đẹp luôn này. Và bên em sẽ qua mã A4 đây chị ơi. A4 đây, rất là đẹp luôn đây chị ơi. Và có cả sụn nha anh chị nhá. Tác phẩm này có cả sụn luôn này. Anh chị có thể thấy này, sụn đây. Rất là đẹp luôn này. Và giá chỉ có là 1.500.000 đồng thôi. Mã A4 nha anh chị nhá. Rất là đẹp luôn này. Và đây là mã A5. Mã A5 bên em cũng rất là đẹp xuất sắc nha chị nhá. Anh chị có thể thấy này, rất là đẹp luôn này. Vân veo dày di dít luôn anh chị nhá. Chất liệu gỗ hương ta gia lai mà vân nhiều thì quá là đỉnh luôn nha chị nhá. Rất là đẹp luôn này. Và trong này, trong cũng có rất là nhiều vân nha chị nhá. Rất là đẹp luôn này. Và từng chiếc lá này bên em châm tỉa rất là sạch sẽ và mềm mại rồi nha chị nhá. Rất là đẹp luôn này. Cắn thì rất là gọn gàng rồi, không có vướng vào đâu cả anh chị ơi. Bên em đã đục hai chiếc lỗ này của hai cái tay cầm của bí này. Cầm rất là tiện nha chị nhá, không có vướng vào đâu cả. Và mã A5 này bên em giao lưu với giá chỉ cũng chỉ là có 1.500.000 đồng thôi. Và đây em sẽ qua mã A6 anh chị ơi. Một tác phẩm cũng rất là đẹp, không thể làm chê về đâu được. Bầu bí nha chị nhá, trong ngoài cũng như nhau thôi, rất là đẹp này. Và bình bầu bí này có thể xoay tròn được nha chị nhá, có thể xoay tròn được này, rất là đẹp luôn. Và rất là nhiều sụn luôn này. Và mã A6 này bên em giao lưu với giá cũng chỉ có là 1.500.000 đồng thôi. Và em sẽ qua tác phẩm mã A7 đây, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Tay cầm thì rất là tiện gọn này, cầm rất là nhẹ tiện luôn này. Mà anh chị mua dinh ngay tác phẩm này về để trên mặt bàn ngày Tết rất chi là đẹp này. Vừa sang trọng vừa đẹp luôn và rất gọn gàng nhá chị nhá. Rất là gọn đẹp luôn. Anh chị đỡ cần phải bê nhiều đĩa để trên mặt bàn. Anh chị chỉ cần một cái bầu bí này thôi là anh chị có thể đựng được này. Bánh này, kẹo này, hạt bí này, mứt này. Rất là gọn nha anh chị nhá. Một hộp này anh chị có thể được 4-5 món liền nha anh chị nhá. Và tác phẩm A7 này bên em giao lưu với giá là 1.500.000 đồng. Và em sẽ qua tác phẩm A8 đây chị ơi. Một tác phẩm rất là đẹp luôn này. Sụn đây, rất đẹp này. Và vân này anh chị ơi. Anh chị có thấy tác phẩm A8 này đỉnh, đỉnh của đỉnh chót không anh chị ơi? Rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp luôn, từ cái lắp này đã đẹp rồi. Bên trong cũng đẹp lộng lẫy luôn anh chị nhá. Rất là đẹp lộng lẫy luôn. Từ chiếc lá này bên em đụng rất chi là mềm mại nhất sắc rồi. Rất là đẹp luôn, xuất sắc không thể nào chê vào đâu được. Và mã A8 này bên em giao lưu cũng chỉ có giá là 1.500.000 đồng thôi. Một bình gỗ rất là đẹp nha chị nhá. Hai chị ơi, những
bình thố bên em rất chi là đẹp nha chị nhá. Chất liệu gỗ hương ta ra lai nha chị nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và anh chị yêu thích cái tác phẩm và bình nào, bình bột bột bí nào thì anh chị hãy liên hệ với số điện thoại bên em 0822338345. Hoặc anh chị gần cơ sở bên em xin kính mời anh chị đến cơ sở bên em ngắm những tác phẩm bên em vừa mới hoàn thiện về. Anh chị ưng ý thì hãy xin tác phẩm về bên em nha chị nhá. Và em xin giới thiệu cơ sở bên em một lần nữa, đường quốc lộ 38, làng nghề Đông Giang, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Và buổi quay video bên em kết thúc tại đây. Em xin chào anh chị vào buổi video tiếp theo ạ.